A Di Đà Phật. Thời khóa tụng kinh sáng hôm nay, giác đạo xin tiếp tục tụng trì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4, và tiếp theo thời khóa hôm nay tụng từ trang 500 cho đến trang 550. Xin mời tất cả các quý đạo hữu cùng lắng nghe và tu tập tại gia. Mùa dịch này thì không ai đi đâu, thì ở nhà tụng kinh. A Di Đà Phật. Con Phật tử Mai Đức Chính Pháp danh giác đạo sinh sống tại chốn này, giờ này lòng thành con quỳ dưới điện thờ Phật, điện thờ ngôi Tam Bảo, ngự tại ngôi gia của gia đình chúng con. Con xin cúng dường tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo cùng các vị chư thiên, chư thánh, chư thần trong Tam Giáo Hội đồng Thánh Thần Tiên Phật. Nam mô Hoa Tạng Giáo Chủ Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Hoàng Vương Phật. Nam mô Di Lặc Tôn Vương Phật. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề. Nam mô Phật Tổ Mẫu Quán Thế Âm nghìn tay nghìn mặt. Nam mô Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương. Nam mô Hải Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. Con nam mô các vị chư thiên, chư thánh, chư thần trong Tam Giáo Hội đồng Thánh Thần Tiên Phật, Tứ Đại Thiên Vương Long Thần Hộ Pháp Tiên Long Bát Bộ Từ Bi Gia Hộ Độ Trì Che Chở cho gia đình chúng con. Giờ này lòng thành con quỳ dưới điện thờ Phật, điện thờ ngôi Tam Bảo, xin phát nguyện phúng tụng niệm trì kinh kệ. Thời khóa tụng kinh hôm nay, con xin tụng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4 từ trang 500 cho đến trang 550. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm tập 4 phẩm nhập pháp giới thứ 39 trang 500. Lại nữa như khác uống nước ngọt, bây giờ vua Quang Minh cùng vô lượng quyến thuộc
xe giá đồng du ngoạn đi xem khắp khu vườn trong số 500 ao. Có ao tên Khánh Hỷ trên nào có pháp đường phụ vương ngự nơi đây. Tiên vương bảo phu nhân ta nhớ 7 ngày trước giữa đêm đất chấn động trong đầy phát ánh sáng. Bây giờ trong ao đó mọc bông sen ngàn cánh sáng như ngàn mặt nhật. Chơi đến đảnh tu di cộng hoa bằng kim cang, đài hoa vàng diêm phù cánh hoa bằng những báu diệu hương làm nhụy tua. Đứng vua xanh trên hoa, ngồi kiết già đoan trang, trang nghiêm với tướng hảo thiên thần đều cung kính. Tiên vương rất hoan hỷ tự vào áo ấm lên, đem trao cho phu nhân bà nên mừng được con liền đó tàn báu hiền cây báu xanh diệu uy. Thiên nhạc tấu mỹ âm sung mãn trong hư không tân cả các chúng sanh đều sanh lòng hoan hỷ chắp tay khen hy hữu đấng cứu thế ra đời. Thần vua phong quang minh chiếu khắp cả mọi nơi, làm cho tứ thiên hạ hết tối trừ bệnh tật giả xoa tỳ xa xà. Động trùng ca ca thu những thứ muốn hại người, tất cả đều ẩn trốn. Tiên sâu và thất lợi tai họa cùng bệnh tận, tất cả khổ đều diệt, mọi người đều hoan hỷ phàm là chúng sanh loại. Tất cả khổ đều diệt, mọi người đều hoan hỷ phàm là chúng sanh loại. Xem nhau như cha mẹ bỏ ác sanh lòng lành, chuyên cầu nhất thiết tri đông binh ca cả thú mở bảy đường. Mở bảy đường nhân thiên, tuyên dương đạo trí huệ độ thoát các quần sanh. Chúng tôi thấy đại vương được những lợi lành lớn làm cho người cô cùng tất cả đều an lạc. Bựu quang minh đồng nữ nói kệ ca ngợi vua nhất thiết pháp âm viên mãn cái rồi đi nhiễu vô lượng vòng cung kinh đành lễ chắp tay đứng qua một bên. Đại vương bảo đồng nữ lành thay đồng nữ có thể tin biết công đức của người khác sự ấy rất là hy hữu này đồng nữ tất cả chúng sanh chẳng có thể. Tất cả chúng sanh chẳng thể tin biết công đức của người khác này đồng nữ. Tất cả chúng sanh chẳng biết báo ân không có trí huệ, tâm họ trược loạn tánh chẳng sanh, tánh chẳng sang tỏ vốn không chỉ lực lại thối thất tu. Vốn không chỉ lực lại thối thất sự tu hành những người trên như vậy. Tất cả chúng sanh chẳng biết bao ân không có trí huệ, tâm họ trược loạn tánh chẳng sang tỏ vốn không chí lực lại thôi thất sự tu hành. Những người như vậy chẳng tin chẳng biết thần thông trí huệ và công đức của Bồ Tát và chư Phật. Nay đồng nữ quyết định cầu đến Bồ Đề biết được công đức của Bồ Tát như vậy. Người ngươi sanh trong diêm phù đề này phát tâm dòng mãnh nhiếp khắp chúng sanh công chẳng uổng bỏ, rồi đây ngươi cũng sẽ thành tựu công đức như vậy. Đứng vua khen đồng nữ xong tự tay cầm bửu quy vô gia trao cho đồng nữ và quyến thuộc của đồng nữ mà bảo từng người rằng người mặc y này các đồng nữ quỳ gối hai tay lạnh y để trên đầu rồi mới mặc. Mặc y xong đồng hữu nhiễu quanh đứng vua trong những bửu quy đó phát ra quang minh tân cả tịnh tu. Mọi người thấy thế đều nói rằng các đồng nữ này đều đoan chánh như sao sáng trong đêm tối trời. Đoan chánh như sao sáng trong đêm tốt trời này thiện nam tử thuở xưa đó. Vua nhất thiết pháp âm viên mãn cái chính là Đức Tỳ Lộ Gia Na hiện nay vậy. Quang Minh Vương thuở xưa đó nay là Tịnh Phạn Vương, Liên Hòa Quang phu nhân nay là Ma Ha Ma Gia phu nhân. Bửu Quang Minh đồng nữ chính là thần ta đây. Những chúng sanh được đứng vua dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp thọ, nay đây là những vị Bồ Tát bất thối chuyển trong pháp hội này, hoặc bậc sơ địa nhẫn đến bậc thập địa đủ đại nguyện.
Nhóm trợ đạo tu diệu hạnh đủ trang nghiêm được thần thông trụ giải thoát, nay ở trong hội này, ở nơi những cung điện diệu pháp. Chú gia thần khai phu nhất thiết thọ hoa, muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: ta có quảng đại nhãn, thấy khắp cả mười phương trong tấn cả sát hại, ngũ thú luân hồi thấy, cũng thấy chư Phật đó ngồi dưới cội bồ đề, thần thông khắp mười phương thuyết pháp độ chúng sanh. Ta có thanh tịnh nhị, nghe khắp tấn cả tiếng, cũng nghe Phật thuyết pháp hoan hỷ tịnh thọ trì. Ta có tha tâm trí, không hại không chướng ngại, có thể trong một niệm biết rõ tất cả tâm. Ta được túc mạng trí, biết được tất cả kiếp thân mình và người khác phân biệt đều rõ ràng. Khoảng một niệm ta biết sát hải vi trần kiếp, chư Phật và Bồ Tát chung sanh trong ngũ đạo. Nhớ biết chư Phật kia tối sơ phát đại nguyện, nhận đến tu các hạnh mỗi mỗi đều viên mãn, cũng biết chư Phật kia thành tựu bồ đề đạo, dùng các môn phương tiện vì chúng chuyển pháp luân, cũng biết chư Phật kia có bao nhiêu thừa hải chánh pháp trụ lâu gần, chúng sanh độ nhiều ít. Ta trong vô lượng kiếp tu tập pháp môn này, nay ta vì người nói Phật tự phải siêng học. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát xuất sanh quảng đại hỷ quang minh này, như chư đại Bồ Tát thân cận cung dường tân cả chư Phật, vào biển nhất thiết trí đại nguyện viên mang những nguyện hai của chư Phật, được trí dũng mãnh nơi một Bồ Tát địa, vào khắp tất cả Bồ Tát địa hải, được thanh tịnh nguyện nơi một Bồ Tát hạnh, vào khắp tấn cả Bồ Tát hạnh hải, được tự tại lực nơi một Bồ Tát giải thoát môn, vào khắp tấn cả Bồ Tát giải thoát hải. Ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, trong đạo tràng này có một dạ thần tên là đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhân thiết chúng sanh. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào giao hoa chúng sanh khiến đến vô thượng Bồ Đề, thế nào nghiêm tịnh tân ca cõi Phật, thế nào thừa sự tân ca Như Lai, thế nào tu hành tân ca Phật Pháp. Thiện tài đồng tử đành lễ chân dạ thần, hữu nhiễu vô số vòng ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Hiện tại đến chỗ dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhân thiết chúng sanh, thấy dạ thần này ở trong đại chúng ngồi tòa sư tử phổ hiện, nhất thiết cung điện ma ni vương tạng lưới ma ni bù che phía trên dạ thần này, hiện thân nhật nguyệt tinh tú ảnh tượng, hiện thân tùy tâm chúng sanh khiến tân cà đều thấy, hiện thân đồng hình tướng của tân cà chúng sanh, hiện thân sẵn tướng hải rộng lớn vô biên, hiện thân khắp tân cả oai nghi, hiện thân thị hiện khắp mười phương, hiện thân điều phụng khắp tân cà chúng sanh, hiện thân vận thần thông quảng đại nhanh chóng, hiện thân lợi ích chúng sanh chẳng dứt, hiện thân thường đi trên hư không để làm lợi ích, hiện thân đành lễ tại chỗ tất cả Phật, hiện thân tu tập tất cả thiện căn, hiện thân đành lễ tại chỗ tất cả Phật, hiện thân tu tập tất cả thiện căn, hiện thân thọ trì Phật pháp chẳng quên, hiện thân thành mãn đại nguyện Bồ Tát, hiện thân quang minh sung mãn mười phương, hiện thân pháp đăng khắp dứt tôi, hiện thân pháp đăng khắp dứt tôi tâm thế gian, hiện thân tịnh trí biết pháp như huyễn, hiện thân pháp tánh xa lìa trần nhiễm, hiện thân phổ trí chiếu pháp rõ ràng, hiện thân rốt ráo không khổ không nóng, hiện thân kiên cố chẳng bị ngăn trở phá hoại,
hiện thân phận lực vô sở trụ, hiện thân vô phân biệt ly nhiễm, hiện thân pháp tánh bốn thanh tịnh. Thiện tài thấy phân sát vi trần số thân sai biệt như vậy liền nhẫn tâm, đành lễ mọp đầu. Dây lâu mới đứng dậy chắp tay chiêm ngưỡng nơi thiện tri thức phát khởi mười tâm. Một là nơi thiện tri thức sanh tâm đồng với tâm mình, vì làm cho mình siêng năng làm xong pháp trợ đạo nhất thiết tri. Hai là nơi thiện tri thức sanh tâm thanh tịnh tự nghiệp quá vị thân cận cúng dường sanh thiện căn. Ba là nơi thiện tri thức sanh tâm trang nghiêm Bồ Tát hạnh, vì khiến tôi có thể mau trang nghiêm tân cả Bồ Tát hạnh. Bốn là nơi thiện tri thức sanh tâm thành tựu tân cả phần pháp vì dạy dỗ tôi tu hành đạo hạnh. Năm là nơi thiện tri thức sanh tâm năng sanh vì có thể sanh pháp vô thượng cho tôi. Sáu là nơi thiện tri thức sanh tâm xuất ly vì khiến tôi tu hành những hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát mà xuất ly. Bảy là nơi thiện tri thức sanh tâm tròn đủ tấn ca phước trí vì khiến tôi chưa nhóm nhưng pháp lành. Tám là nơi thiện tri thức sanh tâm tăng trưởng vì khiến tôi tăng trưởng nhân thiết trí. Chín là nơi thiện tri thức sanh tâm đầy đủ tất cả thiện căn vì khiến tôi được viên mãn chí nguyện. Mười là nơi thiện tri thức sanh tâm thành xong lợi ích lớn vì khiến tôi tự tại an trụ tân cả Bồ Tát pháp, được thành đạo nhất thiết trí, được thành tân cả Phật pháp. Thiện tài phát mười tâm này rồi thời được Phật sát vi trần số đồng hành với giả thần cùng chữ Bồ Tát, những là đồng niệm vì tâm thường ghi nhớ thập phương tam thế tất cả chư phận đồng huệ vì phân biệt quyết rõ tất cả pháp hải sai biệt môn, đồng xu hướng vì có thể chuyển tất cả diệu pháp luân của chư Phật Như Lai, đồng giác ngộ vì dùng trí khắp hư không vào khắp tất cả ba thế gian, đồng căn vì thành tựu Bồ Tát thanh tịnh quang minh trí huệ căn, đồng tâm vì khéo tu tập được công đức vô ngại trang nghiêm tân cá Bồ Tát đạo, đồng cảnh vì chiếu khắp cảnh sở hành của chư Phật, đồng chứng vì được nhân thiết chi chiêu thiệt, nhân thiết chi chiêu thiệt tướng hải tịnh quang minh, đồng nghĩa vì có thể dùng trí huệ biết tánh chân thiệt của tất cả pháp, đồng giọng mạnh vì có thể phá hoại tân cá núi chướng ngại. Đồng sanh thân vì tùy chúng sanh tâm mà hiện thân, đồng lực vì cầu nhân thiết tri chẳng thối chuyển, đồng vô uy vì tâm thanh tịnh như hư không, đồng tinh tấn vì trong vô lượng kiếp thực hành Bồ Tát hạnh không mỏi lười, đồng biện tài vì được pháp vô ngại trí quang minh, đồng vô đắng vì thân tướng thanh tịnh siêu thế gian, đồng mãi ngữ, đồng ái ngữ vì làm cho tất cả chúng sanh đều hoan hỷ, đồng diệu âm vì diễn nói khắp tất cả pháp môn, đồng mãn âm vì tất cả chúng sanh tùy theo lai mà đều hiểu, đồng tịnh đứng vì tu tập công đức thanh tịnh của Như Lai, đồng trí địa vì lãnh thọ pháp luân nơi tất cả Phật, đồng phạm hạnh vì an trụ cảnh giới của tân cả Phật, đồng đại từ vì niệm niệm che khắp tân cả quân độ chúng sanh hại, đồng đại bi vì khắp mưa pháp vũ thấm nhuận tân cả chúng sanh, đồng thân nghiệp vì dùng phương tiện hành giáo hóa tân cả chúng sanh, đồng ngữ nghiệp vì dùng tùy loại âm diễn nói tất cả pháp môn, đồng ý nghiệp vì nhiếp khắp chúng sanh để trong cảnh giới nhân thiết trí, đồng trạng nghiêm vì nghiêm tịnh tân ca cõi Phật, đồng thân cận vì có phần xuân thế đều gần gũi, đồng khuyến thỉnh vì thịnh tân cả Phật chuyển pháp luân, đồng cúng dường vì thường thính cúng dường tân cả Phật, đồng giao hoa vì điều phụng tân cả chúng sanh, đồng quang minh vì chiếu rõ tân cả pháp môn, đồng tam muội vì biết khắp tân cả tâm chúng sanh, đồng sung mãn cùng khắm vì dùng xứng tự tại sung mãn tân cả Phật độ tu những công hạnh, đồng trụ sư vì an trụ đại thần thông của chư Bồ Tát, đồng quyến thuộc vì tân cả Bồ Tát
đồng ở chung đồng nhậm xứ vì bao khắp chỗ vi tế của thế giới đồng tâm lữ vì biết khắp tất cả những phận sát đồng qua đến vì vào khắp tất cả phận sát hại đồng phương thiện vì đều hiện tất cả những phận sát đồng siêu thắng vì nơi những phận sát đều vô tỷ đồng siêu thắng vì nơi những phận sát đều vô tỷ đồng bân thối vì vào khắp mười phương công chương ngại đồng phá ám vì được tân cá phận thành bồ đề trí đại quang minh đồng vô sanh nhẫn vì nhập tân cả phật chúng hội hại đồng cung khắp đồng cung khắp vì cung kinh cung dường chư Như Lai trong bân khả thuyết cõi phật trong bân khả thuyết cõi khắp tất cả những phận sát vọng đồng trí chứng vì biết rõ những pháp môn hãy đồng tu hành vì thuận hành tất cả những pháp môn đồng mong cầu vì nơi pháp thanh tịnh rấm tinh muôn đồng thanh tịnh vì họ phật công đức mà trang nghiêm thần khẩu ý đồng diệu ý vì tri biết rõ tất cả pháp đồng tịnh tân vì khắp nhóm tất cả thiện căn đồng tịnh hạnh vì thành mãn tất cả bồ tát hạnh đồng vô ngại vì rõ biết tất cả pháp đều vô tướng đồng thiện xảo vị tri tự tại trong tân cả pháp đồng tùy lạc vì tâm chúng sanh mà hiện cảnh giới đồng phương tiện vì khéo tu thầm tân cả đều nên tập đồng hộ niệm vì được tân cả phật hộ niệm đồng nhập địa vì được vào tân cả bồ tát địa đồng sở trụ vì an trụ tân cả bồ tát vị đồng ký biệt vì tân cả chư phận thọ ký cho đồng tam muội vì trong một sát na vào khắp tân cả môn tam muội đồng kiến lập vì thị hiện những phận sự đồng chánh niệm vì chánh niệm tân cả cảnh giới môn đồng tu hành vì tận vị lai kiếp tu hành bồ tát hành đồng tịnh tính vì rất mến thích vô lượng tri huệ của đức Như Lai đồng xả ly vì diệt trừ tân ca những chướng ngại đồng trí bấn thôi vì trí huệ đồng với chư Như Lai đồng thọ sanh vì ứng hiện thành thuận các chúng sanh đồng chỗ an trụ vì an trụ môn phương tiện nhân thiết trí đồng cảnh giới vì nơi pháp đồng cảnh giới vì nơi pháp giới cảnh được tự tại đồng y đồng vô y vì dứt hẳn tâm sở y đồng thuyết pháp vì đã nhập trí bình đẳng của các pháp đồng xuyên tu thường được chư phật hộ niệm đồng thần thông vì khai ngộ chúng sanh khiến tu tân cả bồ tát hành đồng thần lực vì có thể nhập thập phương thế giới hải đồng đà la ni vì chiêu khâm tân cả tổng trị hại đồng pháp bí mật vì biết rõ diệu pháp môn trong tân cả tu đà la đồng pháp thậm thâm vì hiểu tất cả pháp như hư không đồng quang minh vì chiêu khắp tất cả thế giới đồng ưa thích vì tùy tâm chúng sanh mà khai thị kiên họ hoan hỷ đồng chấn động vì các chúng sanh hiện thần thông lực đồng khắp tất cả cõi mười phương đồng chẳng luôn uổng vì thấy nghe ghi nhớ vì thấy nghe nghĩ nhớ đều làm cho tâm được điều phụng đồng xuất ly vì đầy đủ tất cả những đại nguyện hãy thành tựu được mười thành tựu mười trí lực của Như Lai hiện tại đồng tử quan sát chủ dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhân thiết chúng sanh phát khởi mười tâm thanh tịnh được phận sát phi trần số đông được phận sát phi trần số đồng bồ tát hạnh như vậy tâm càng thanh tịnh hơn trịch trịch vài ao phía hữu đảnh lễ chắp tay nói kể rằng tôi phát ý kiên cố chí cầu vô thượng giác nấy nơi thiền tri thức khởi tâm là chính mình bởi thấy thiền tri thức hợp vô tận pháp lành diệt trừ những tội nhơ thành tựu quá bồ đề tôi thấy thiền tri thức tam công đương trang nghiêm tận trần kiếp vị lai xuyên tu đạo bồ tát tôi nhớ thiền tri thức nhiếp thọ lợi ích tôi vì tôi mà thị hiện giáo pháp chánh chân thiệt đóng bích các ác thú mở bày đường nhân thiên cũng chỉ đường đại trí của chư Phật đã thành tôi nghĩ thiện tri thức là phận công đương tàn niệm niệm hay xuất sanh
biển hư không công đức cho tôi ba la mật thêm tôi phước vô tận. Lớn hơn tịnh công đức khiến tôi đội máu Phật, tôi nghĩ thiện tri thức hay mãn đạo Phật trí, thệ nguyện thường ý chỉ viên mãn pháp bạch tình. Tôi do những sự này công đức đều đầy đủ, vì khắp các chúng sanh nổi đạo nhân thiệt tri đức thánh là thầy tôi, cho tôi pháp vô thượng vô lượng vô số kiếp chẳng báo được ơn ngài. Nói kệ xong thiện tài thưa rằng bạch đại thánh tôi, bạch đại thánh xin vì tôi mà nói môn giải thoát này tên là gì, ngài phát tâm đã được bao lâu, chừng nào ngài sẽ chứng vô thượng bồ đề. Dạ thân nói này thiện nam tử, môn giải thoát này gọi là giáo hóa chúng sanh khiến sanh thiện căn, vì ta thành tựu môn giải thoát này nên ngộ thân cả pháp tánh bình đẳng vào nơi tánh chân thiệt của các pháp, chứng pháp vô y bỏ rời thế gian, đều biết các pháp sắc tương sai biệt, cũng có thể thấu rõ tánh của xanh vàng đỏ trắng đều chẳng thiệt, vẫn vô sai biệt mà hằng thị hiện vô lượng sắc thân, những là nhiều loại sắc thân, chẳng phải một sắc thân, vô biên sắc thân, sắc thân thanh tịnh, sắc thân tân cả trang nghiêm, sắc thân thấy khắp, sắc thân đồng tân cả chúng sanh, sắc thân hiện trước khắp tân cả chúng sanh, sắc thân quang minh chiêu khắp, sắc thân thấy không nhàm, sắc thân tướng hảo thanh tịnh, sắc thân chói sáng rớt lìa, sắc thân chói sáng rời lìa những ác tướng, sắc thân thị hiện đại giống mảnh, sắc thân rất khó được, sắc thân tấn cả thế gian không che chướng được, sắc thân tấn cả thế gian đồng tán dương vô tận, sắc thân niệm niệm tường quan sát, sắc thân niệm niệm tường quan sát, sắc thân thị hiện các thứ mây, sắc thân nhiều loại hình mạo và hiện sắc, sắc thân hiện vô lượng sắc tự tại, sắc thân diệu quang minh, sắc thân tân cả tịnh diệu trang nghiêm, sắc thân tùy thuận thành thành thùng tân ca chúng sanh, sắc thân tùy tâm mình thích hiện tiện điều phục, sắc thân công chướng ngài khắp chói sáng, sắc thân thanh không trượt quê, sắc thân đầy đủ trang nghiêm công hư hoại, sắc thân quang minh bấn tư nghị pháp vương thiện, tất cả sắc thân không gì chói khuất được, sắc thân không tối phá được tân cả tôi, sắc thân hợp tất cả pháp bạch tịnh, sắc thân biển công đức đại thế lực, sắc thân do nhân hành cùng kinh thọ quả cư mà sanh, sắc thân do tâm thanh tịnh như hư không sanh ra, sắc thân tối thắng quảng đại, sắc thân vô đoạn vô tận, sắc thân biển quang minh, sắc thân nơi tất cả thế gian đều bình đẳng không ý tựa, sắc thân khắp mười phương vô ngại, sắc thân niệm niệm hiện những sắc tướng hại, sắc thân tăng trưởng tâm hoan hỷ của tất cả chúng sanh, sắc thân nhiếp tụ chúng sanh hải, sắc thân nơi mọi lộ lòng diện nói công đức hại của tất cả phận, sắc thân làm thanh tịnh, sắc thân làm thanh tịnh dụng giải, tịnh dụng giải hải của tất cả chúng sanh, sắc thân quyết rõ tận cả pháp nghĩa, sắc thân công chướng ngại khắp soi sáng, sắc thân thanh tịnh sáng suốt khắp hư không, sắc thân phong tịnh quang minh quảng đại, sắc thân chiếu hiện pháp, sắc thân chiếu hiện pháp vô cấu, sắc thân vô tỷ, sắc thân sai biệt trang nghiêm, sắc thân chiếu khắp mười phương, sắc thân tùy thời thị hiện ứng chúng sanh, sắc thân tịnh tịnh, sắc thân diệt tân cả phiền não, sắc thân phước điện của tân cả chúng sanh, sắc thân tấn cả chúng sanh thấy chẳng luôn ngộn, sắc thân xứng trí huệ dòng mánh cùng khắm vô ngại, sức thân diệu vân hiện khắp thế gian đều nhờ lợi ích, sắc thân đầy đủ biển đại từ, sắc thân đại phước đức bửu sơn vương, sắc thân phóng quang minh chiếu khắp tất cả loài ở thế gian, sắc thân đại trí huệ thanh tịnh, sắc thân sanh chánh niệm cho chúng sanh, sắc thân tân cả bửu quang minh, sắc thân tạng sáng khắp, sắc thân hiện những tướng trang nghiêm thanh tịnh, sắc thân tạng sáng khắp, sắc thân hiện những tướng thanh tịnh thế gian, sắc thân cầu những thiết trí, sắc thân hiện vi tiêu khiến chúng sanh pha cởi lòng tinh thanh tịnh, sắc thân quang minh thân cả bửu trang nghiêm, sắc thân chẳng lấy chẳng
sắc thân quang minh tấn cả bộ trang nghiêm, sắc thân chẳng lấy chẳng bò tấn cả chúng sanh, sắc thân không quyết định không đốt ráo, sắc thân hiện xưng gia trị tự tại, sắc thân hiện tân cả thần thông biên hóa, sắc thân sanh nhà Như Lai, sắc thân xa lìa những ác khắp pháp giới hải, sắc thân hiện khắp trong đạo tràng chung hội của tất cả Như Lai, sắc thân dùng đủ những sắc hải, sắc thân từ thiện hành lưu xuất, sắc thân tùy chỗ đang hóa độ mà thị hiện, sắc thân tân cả thế gian nhìn xem không chán, sắc thân những tịnh quang minh, sắc thân hiện tân cả tam thế hại, sắc thân phóng tất cả quang minh hại, sắc thân hiện vô lượng sai biệt quang minh hại, sắc thân diệu, sắc thân siêu thế gian tân cả hưởng quang minh, sắc thân hiện bân cả thuyết nhật luân vương, sắc thân hiện quảng đại nguyệt luân vương, sắc thân phóng vô lượng tu dĩ sơn diệu hoa vân, sắc thân xuất sanh những mây tràn hoa, sắc thân hiện tân cả bụ liên hoa vân, sắc thân nổi tất cả mây hương đốt khắp pháp giới, sắc thân rải mây tàn hương bột, sắc thân hiện thân đại nguyện của tân cả Như Lai, sắc thân hiện tân cả ngữ ngôn âm thanh diễn pháp hại, sắc thân hiện tượng phổ hiền Bồ Tát, trong mỗi niệm hiện những sắc tướng thân như vậy, suy mạng mười phương khiến các chúng sanh hoặc thấy hoặc nhớ hoặc nghe thuyết pháp, hoặc nhân thân cận hoặc được khai ngộ, hoặc thấy thần thông hoặc thấy biến hóa, đều tùy tâm sở thích liền được điều phục bỏ nghiệp bất thiện an trụ nơi thiện hành. Này thiền nam tử phải biết đây là do sức đại nguyện, do xưng nhẫn thiết trí, do xưng Bồ Tát giải thoát, do xưng đại bi, do xưng đại từ mà làm những sự như vậy. Này thiền nam tử, ta nhập môn giải thoát này, biết rõ pháp tánh không sai khác mà có thể thị hiện vô lượng sắc thân, mỗi thân thị hiện vô lượng sanh tướng hải, mỗi tướng phong vô lượng quang minh vân, mỗi quang minh hiện vô lượng Phật độ, mỗi cõi hiện vô lượng phần xuân thế, mỗi phận hiện vô lượng thần thông lụm khai, phát thiện căn đời trước của chúng sanh, kẻ chưa gieo thời khiến họ gieo, kẻ đã gieo thời làm cho tăng trưởng, đã tăng trưởng thời làm cho thành thùng trong mỗi niệm, làm cho vô lượng chúng sanh chẳng thôi chuyện nơi vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, như người hỏi ta phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh đã bao lâu, ta thừa thần lực của Phật sẽ vì ngươi mà nói những nghĩa ấy. Này thiện nam tử, Bồ Tát trí luân xa đời tân ca cảnh giới sai biệt, chẳng nên đem nhiều, chẳng đem những kiếp dài ngắn rộng hẹp nhiễm tịnh nhiều ít trong sanh tử để phân biệt hiển bày. Tại sao vậy? Vì trí luân của Bồ Tát bốn tánh thanh tịnh, rời tân cả lưới phân biệt, siêu tân cả núi chướng ngại, tùy chỗ nên hóa độ mà chiếu khắp. Này thiền nam tử, ví như mặt nhật không có ngày đêm, chỉ có lúc mọc gọi là ngày, lúc lặn gọi là đêm. Cũng vậy tri luân của Bồ Tát không có phân biệt, cũng không tam thế, chỉ tùy tâm hiện giao hoa chúng sanh mà nói Bồ Tát ở kiếp trước kiếp sau. Này thiện nam tử, ví như mặt nhật ở không trung bông no hiện, trong tân cả bụ vật và trong nước, trong lặng của ao hồ sông biển, chúng sanh đều thấy bóng mặt nhật. Những mặt nhật chẳng đến các chỗ ấy, nhưng mặt nhật chẳng đến các chỗ ấy, tri luân của Bồ Tát cũng vậy, ra khỏi biển hữu lậu quan trụ nơi không trung Phật. Phật thiệt pháp tịnh tịnh không có sở uy, vì muốn hóa độ chúng sanh nên tùy loại thọ sanh trong các loài mà thiệt ra thời không sanh tử, không nhiễm trước, không kiếp dài vắng, không tưởng phân biệt. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát rốt ráo rời tâm tưởng khiến, vì Bồ Tát rốt ráo rời tâm tưởng kiến chấp tất cả điên đảo được chân thiệt,
Được chân thiệt kiến thấy pháp thiệt tánh, được chân thiệt kiến thấy pháp thiệt tánh, biết tất cả thế gian như mộng như huyền, không có chúng sanh, chỉ do xứng đại bi đại nguyện mà hiện ra trước chúng sanh để gia hóa điều phục họ. Này thiện nam tử, ví như nhà lái thuyền, thường dùng thuyền lơ ngớ trong sông, chẳng đậu bờ bên này, chẳng ghé bờ bên kia, chẳng dừng ở giữa dòng, nên có thể đưa mọi người không thôi nghỉ. Cũng vậy đại Bồ Tát dùng thuyền ba la mật ở trong biển sanh tử, chẳng tấp bờ bên này, chẳng ghé bờ bên kia, chẳng dừng ở giữa dòng, nên độ được chúng sanh không thôi. Dứt dầu tu Bồ Tát hành vô lượng kiếp, nhưng chưa từng phân biệt kiếp số dài văn. Này thiền nam tự như thái hư không, tấn cả thế giới thành ngoài trong đó mà hư không vẫn chẳng phân biệt. Bổn tánh thanh tịnh không nhiễm không loạn, không không ngại không nhàm gì, chẳng dài chẳng văn tận vị lai kiếp, giữ gìn tân ca cõi. Đại Bồ Tát cũng vậy, dùng tâm tầm rộng lớn khắp cõi hư không, khởi gió đại nguyện nhiếp các chúng sanh, khiến lìa ác đạo sanh các đường lành, đều khiến ngang trụ bậc những thi tri diệt những dây phiền não sanh tử khổ não, diệt những dây phiền não sanh tử khổ não mà không có lòng lo mừng mỏi nhàm. Này thiền nam tử như người huyền hoa, dầu chi tiết thân thể đầy đủ mà không có mười sự thở ra hít vào, lạnh nóng đói khát lo mừng sanh tử. Cũng vậy đại Bồ Tát dùng như huyện trí bình đẳng, pháp thân hiện các sắc tướng nơi các loài, nơi các loài trụ vô lượng kiếp, giáo hóa chúng sanh ở trong sanh tử, nơi tân cả cảnh giới, không ngơ không nhàm, không thương không giận, không khổ không vui, không lấy không bỏ, không mang không sợ. Này thiền nam tử, trí huệ của Bồ Tát dầu lại như vậy mà rất sâu khó lường, ta sẽ thừa sức ngoài thần của đức phật mà nói cho người, cũng làm cho chư Bồ Tát vị lai viên mãn đại nguyện thành tựu trí lực. Này thiền nam tử, thọ xưa qua quá thế giới vi trần số kiếp có tên là thiện quang, thế giới tên là bửu quang, trong kiếp đó có một vạn đức phật xuân thề đức phật tối sơ hiệu là pháp luân âm hư không đăng vương như lai nơi diêm phù đề, có vương đô tên là bửu trang nghiêm phía đông đô thành, cách không xa có một khu rừng lớn tên là Diệu Quang, trong rừng có đạo tràng tên là Bửu Hoa, trong đạo tràng có tòa sư tử Phổ Quang Minh Ma Ni Liên Hoa Tạng. Đức pháp luân âm Như Lai thành đẳng chánh giác, trên tòa sư tử này Phật ngồi nơi đạo tràng mãn 100 năm, vì chư Bồ Tát và hàng nhân thiên cùng những kẻ đã thành thụng thiện căn ở Diêm Phù Đề mà diễn nói chánh pháp. Quân vương tên đó, quốc vương tên là Thắng Quang, thọ ấy nhân dân thọ 1 vạn tuổi, trong đó phần đông phạm nghiệp ác sát sanh, trộm cướp dâm dật nói dối nói thô, hai lưỡi theo dạ tham lam giận thù, giận thù tà kiến bất hiếu bất kính nhà vua mì, vì muốn sửa trị cho họ, nhà vua vì muốn sửa trị họ nên thiết lập nhà ngục giam nhốt vô lượng người phạm tội hành hạ khổ sở. Thái tử tên là Thiện Phụng, đoan chánh đẹp là đủ 28 tướng đại nhân. Thái tử ở trong cung vẫn nghe tiếng kêu khóc ở chốn địa ngục. Thái tử ở trong cung vẫn nghe tiếng kêu khóc ở chốn ngục tù, động lòng trắc ngẩn liền vào nhà ngục, thấy tù nhân bị gông xiềng tối tăm, có kẻ bị đốt, có kẻ bị xông khói, có kẻ bị đanh, có kẻ bị thẹo lóc, tóc rối mình trần, đói khát ôm gầy rên rỉ khóc la. Qua xót thương thái tử an ủi tội nhân, các ngươi chớ lo sầu kinh sợ, ta sẽ cứu thoát các ngươi. Thái tử liền đến tâu phụ vương tính xa, thái tử liền đến tâu với phụ vương xin tha tội nhân. Nhà vua hội các quan lại để hỏi ý, các quan luận rằng tội nhân là những kẻ gian ác cướp trộm của ông, mưu toan cướp ngôi lén vào cung, cấm tội đang hành hình, có ai thương
có ai thương cứu cũng bị tử hình. Thái tử buồn thương báo các quan rằng: xin thà những người ấy tôi đành chịu tội, dầu nát thân mất mạng tôi cũng cam, miễn tội nhân được thoát khổ. Tại sao vậy? Vì nếu tôi không cứu được những tội nhân này, thời làm sao cứu được chúng sanh trong nhà ngục tam giới? Tất cả chúng sanh trong ba cõi bị tham mai buộc ràng, nghèo thiếu công đức ngu si che đậy ngoại đọa trong ác đạo, thân hình xấu xí thân căn phóng dật, tâm họ mê loạn chẳng cầu đạo xuất ly, mất ánh sáng trí huệ ưa mến ba cõi dưng ca phước, đứng diệt những trí huệ phiền não, làm tâm họ nhớ đục ở trong ngục khổ. Phiền não làm tâm họ nhơ đục ở trong ngục khổ, vào rõ của ma thường bị những khổ sanh lão bệnh tử ưu bi, não hại bứng bách mãi. Tôi phải làm thế nào cho họ được giải thoát? Tôi phải xá thân mạng để cứu họ. Lúc đó các quan đồng đến chỗ vua giơ tay nói lớn rằng: đại vương nên biết như ý của thái tử là hủy hoại vương pháp, họa đến nhân dân. Nếu đại vương không trị tội thái tử, thời ngồi bao của đại vương tất có được bền lâu. Vua nghe các quan tâu liền nổi giận, truyền chi thái tử và các tội nhân. Vương hậu hay tin kinh hái gào khóc cung ngang, thê nữ chạy đến chỗ vua mọp lại cầu vua tha tội thái tử. Vua ngó thái tử mà báo rằng: người chớ cứu tội nhân, nếu cứu họ ta sẽ giết người. Thái tử vì muốn chuyên cầu nhất thiết trí, vì muốn lợi ích chúng sanh, vì lòng đại bi phổ cứu, nên trong lòng vững chắn không khiếp sợ, lại tâu rằng: xin thả tội nhân, con đành chịu chết. Vua bảo: tùy ý. Vương hậu tâu xin cho thái tử tùy ý bố thí nửa tháng để tu phước, sau đó sẽ bị trị tội. Vua liền phệ chuẩn. Phía bắc đô thành có khu vườn lớn tên là Nhược Quang, là hội trường bộ thi thuở xưa. Thái tử đến đó lập đại thí hội, tân ca những đồ uống ăn nghi phục, thuốc men hoa hương phan cai vàng bạc châu ngọc đều cung cấp cho người cầu xin. Đến ngày thứ 15, vua cùng các quan trường giá cư sĩ nhân dân và các nhà ngoại đạo đều hội họp. Bấy giờ đứng pháp luân âm hư không đăng vườn Như Lai, biết chúng sanh đã đến lúng được điều phụng, nên cùng đại chúng câu hội. Thiền vương hầu hạ Long vương cúng dường, Dạ Xoa vương thủ hộ, Càn Tháp Bà vương ca ngợi, A Tu La vương cúi mình đảnh lễ, Ca Lâu La vương lòng thanh tình rải hoa bao, Khấn Na La vương hoan hỷ khuyên thỉnh, Ma hầu La già vương nhất tâm chiêm ngưỡng, đồng đến hội trường bộ thi. Thái tử và đại chúng thay đứng phận xâm đến thân phận đoan nghiêm, tù đặt các căn tịnh tịnh tâm không nhơ, tâm không nhơ đụng như ao nước sạch trong hiện đại, thần thông tự tại hiển đại oai đức, những tướng hảo trang nghiêm phong đài quang minh chiêu khắm thế giới. Tân cả lỗ long phát ra mây sang thơm, chấn động vô lượng phận độ mười phương, chỗ nào phận đến đều mưa. Những đồ trang nghiêm do oai nghi và công đức, nên chúng sanh nào thấy phận thời tâm thanh tịnh hoan hỷ phiền não tiêu diệt. Thái tử và đại chúng đành lễ chân đứng phận, dọn tòa cao đẹp chắp tay bạch phận. Thiện lai đấng thế tôn, thiện lai đấng thiện thệ, xin đức Như Lai từ mẫn nhiếp thọ chúng tôi mà ngự trên tòa này. Do thần lực của Phật nên tịnh cư thiên liền biến tòa ấy thành tòa sen hương mani. Đứng phận ngồi trên tòa sen ấy, chư Bồ Tát cũng ngồi chung quanh Phật. Tất cả mọi người trong hội trường ấy, nhân thấy Đức Như Lai nên dưng khổ chư. Tất cả mọi người trong hội trường ấy, nhân thấy Đức Như Lai nên dưng khổ trừ chương, có thể lãnh thọ chánh pháp, có thể lãnh thọ thánh pháp. Đức Như Lai biết họ đang được hóa độ, bèn dùng âm thanh viên mãn nói khế kinh tên là Phổ Chiêu Nhân Luân, khiến các chúng sanh tùy theo loài mà nhận hiểu. Lúc đó có 80 na do tha chúng sanh xa trần lìa cấu,
Xa trần lìa cấu được pháp nhãn thanh tịnh vô lượng đa do tha chúng sanh được bằng vô hồng. 10.000 chúng sanh trụ đạo đại thừa nhập phố hiền hạnh thanh mãn đại nguyện. Đồng thời mỗi phương trong 10 phương đều có 100 phần sát vi trần số chúng sanh ở trong đại thừa tâm được điều phục. Tất cả chúng sanh trong vô lượng thế giới thoát khỏi ác đạo sanh lên trời cõi người, thái tử thiện phụng liền được môn giải thoát Bồ Tát giáo hóa chúng sanh khiến sanh thiện căn này thiện nam tử. Thái tử thiện phụng xưa kia chính là thân ta bị tỏa xa, ta phát tâm đại bi bỏ thân mạng của cải cứu khổ chúng sanh mở cửa đại thi cúng dường đứng phần nên được môn giải thoát này này thiện nam tử. Nên biết rằng thuở ấy ta chỉ vì lợi ích tân cả chúng sanh chẳng luyện tam thế, chẳng luyện tam giới, chẳng cầu quả báo, chẳng tham danh tiếng, chẳng muốn tự khen mà khinh nhủy người khác. Nơi các cảnh giới không chúng tham nhiễm không hề e sợ, chỉ trang nghiêm đạo đại thừa xuất nghiêu, thường thính quan sát môn nhất thiết trí tu hành phổ hạnh, tu hành khổ hạnh nên được môn giải thoát này. Này thiền nam tự thuở xưa 500 quan đại thần muốn hại thái tử thiện phụng, nay là 500 đồ đáng của đề bà đạt đa, những người này nhờ đức Phật giáo hóa sẽ được thành Phật. Đời vị lai qua tu di sơn vi trần số kiếp có kiếp tên là thiện quang, thế giới tên là bửu quang, 500 người này sẽ thứ đề thành Phật, trong đó đức Phật thế giới tên là Bửu Quang, 500 người này sẽ thứ đệ thành Phật, trong đó đứng phận tối sơ hiệu là Đại Bi, thứ hai hiệu là Nhiều Ích Thế Gian, thứ ba hiệu là Đại Bi Sư Tử, thứ tư hiệu là Cứu Hộ Chúng Sanh, Đức Phật tối hậu hiệu là Y Vương. Dầu 500 Đức Phật vị lai ấy Đại Bi bình đẳng, dầu 500 Đức Phật vị lai ấy Đại Bi bình đẳng, những quân độ chúng tộc cha mẹ thọ sanh đáng sanh xuất gia hồng đạo, đến đạo tràng chuyện pháp luân nói kinh ngự ngôn âm thanh quang minh chúng hội thọ mạng pháp trụ và danh hiệu của các ngài đều sai khác. Này thiện nam tử, những người tội được ta cứu thuở xưa ấy nay là Đức Câu Lưu Tôn Như Lai và ngàn đứng phận trong hiền kiếp này cùng 100 vạn A Tăng Kỳ Đại Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề nơi chỗ đứng vô lượng tinh tấn lực danh xưng công đức huệ Như Lai, hiện nay ở thập phương quốc độ tu tập tăng trưởng Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sanh khiến sanh thiện căn giải thoát. Vô Thắng Quang thọ xưa ấy tên là Vua Thắng Quang thuở xưa ấy nay là Đại Luận Sư Tác Gia Ni Kiền Tử cùng nhân và quyên thuộc, thuở xưa ấy nay là 60.000 đệ tử của Tác Gia Ni Kiền theo thầy đồng đến luận nghị với Đức Phật, bị Đức Phật hàng phục và đều được thọ ký sẽ thành phận đời vị lai, cõi nước trang nghiêm kiếp số danh hiệu riêng khác. Này thiện nam tử, thuở xưa ấy lúc ta cứu tội nhân rồi, cha mẹ cho ta xuất gia học đạo với Đức Phật pháp luân âm hư không đăng vương Như Lai, ta tu tịnh hành trong 500 năm liền thành tụ 100 vạn đà la ni, 100 vạn thần thông, 100 vạn pháp tạng, 100 vạn cầu nhân thiết trí dòng ánh tinh tấn, tịnh trị 100 vạn môn kham nhẫn, tăng trưởng 100 vạn tâm tự duy, thành tụ 100 vạn bồ tát lực, nhập 100 vạn Bồ Tát Tri Môn, được 100 vạn Bát Nhã Ba La Mật Môn, thấy thập phương 100 vạn chư Phật, sanh 100 vạn Bồ Tát Đại Nguyện trong mỗi niệm, 10 phương đều chiếu 100 vạn Phật độ, trong mỗi niệm liền tế hậu tế, trong mỗi niệm tiền tế hậu tế đều nhớ 100 vạn chư Phật, trong mỗi niệm đều biết thập phương thế giới 100 vạn chư Phật biến hóa hải, trong mỗi niệm thay thập phương 100 vạn thế giới có bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu loài trong bao nhiêu loài theo nghiệp mà sanh mà tử, thiện đạo ác đạo, sắc tốt sắc xấu, những chúng sanh ấy có bao nhiêu tâm hành,
dụng lạc căn tánh nghiệp tập thanh tụ đều biết rõ tất cả. Này thiền nam từ thuở xưa ấy sau khi chết, này thiện nam tử thuở ấy, sau khi chết ta thọ sanh trở lại tại cung vua, làm chuyển luân vương. Sau khi đức pháp luân ngầm hư không đăng vương Như Lai diệt độ, ta gặp đức pháp không vương Như Lai xuất thế, ta kính thờ cúng dường. Kế đó ta làm đế thích cũng trong đạo tràng này, cũng trong đạo tràng ấy ta gặp thiên vương Tạng Như Lai. Kế đó ta làm dạ ma thiên vương, ở thế giới ấy ta gặp đương đại địa Oai Lực Sơn Như Lai. Kế đó ta làm đâu xuống thiên vương, ở thế giới ấy ta gặp đứng pháp luân Quang Âm Thanh Vương Như Lai. Kế đó ta làm Hóa Lạc Thiên Vương, ở thế giới ấy ta gặp đứng Ngư Không Trí Vương Như Lai. Kế đó ta làm Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, ở thế giới ấy ta gặp đứng Vô Năng Hoại Tràng Như Lai. Kế đó ta làm Ma Tù La Vương, ở thế giới ấy ta gặp được đứng Nhân Thiết Pháp Lôi Âm Vương Như Lai. Kế đó ta làm Phạm Vương, ở thế giới ấy ta gặp đứng Phổ Hiền Hóa Diễn Pháp Âm Như Lai. Này thiện nam tử, trong kiếp thiện quang nơi thế giới bửu quang ấy có một vạn đương Như Lai xuất thế, ta đều được gặp và thân cận kính thờ cúng dường như vậy. Sau kiếp thiện quang có kiếp tên là Nhận Quang, có 60 ứng phận xuân thế, đức Như Lai tối sơ hiệu là Diệu Tương Sơn. Bây giờ ta làm quân vương tên là Đại Huệ, kính thờ cúng dường đương phận ấy. Kế đó có đương phận xuân thế hiệu là Viên Mãn Kiền. Bây giờ ta làm cư sĩ thân cận cúng dường đứng phận ấy. Kế đó có đức phận xuân thế hiệu Ly Cấu Đồng Tử. Bây giờ ta làm Quang Đại Thần thân, bây giờ ta làm Quang Đại Thần thân cận cúng dường đứng phận ấy. Kế đó có đức phận xuân thế hiệu là Dùng Mãnh Tri. Bây giờ ta làm A Tu La Vương thân cận cúng dường Phật. Kế đó có đức phận xuân thế hiệu là Tu Di Tướng. Bây giờ ta làm Thọ Thần thân cận cúng dường Phận. Kê đó có đứng phận xuân thế hiệu là Lỵ Cấu Tý. Bây giờ ta làm Chủ Thương Gia thân cận cúng dường Phật. Kê đó có đứng phận xuân thế hiệu là Sư Tử Du Bộ. Bây giờ ta làm Thành Thần thân cận cúng dường Phận. Kê đó có đứng phận xuân thế hiệu là Bửu Kê. Bây giờ ta làm Tỳ Sa Môn Thiên Vương thân cận cúng dường Phật. Kế đó có đức Phật xuất thế hiệu là Tối Thượng Pháp Sân. Bây giờ ta làm Càn Thác Bà Vương thân cận cung dường đương Phật. Kế đó có đức Phật xuân thế hiệu là Quang Minh Quang. Bây giờ ta làm Cư Bàn Trà Vương thân cận cúng dường đương Phật. Ở trong kiếp Nhật Quang đó thứ đệ có 60 ứng Như Lai xuân thế, thuở ấy ta thường thọ nhiều loại thân, ở chỗ mỗi đức Phật ta đều thân cận cúng dường. Giao hoa thành tụ vô lượng chúng sanh, ở chỗ mỗi đức Phật ta được vô lượng môn tam muội, những môn Đà La Ni, những môn thần thông, những môn biện tài, những môn nhẫn thiết trí, những môn pháp minh, những môn trí huệ, chiếu những thập phương hải, nhập những Phật sát hải, thấy chư Phật hải thanh tịnh, thành tụ tăng trưởng quảng đại. Như ở trong kiếp Nhật Quang đó thân cận cúng dường bao nhiêu đấng Phật, như vậy ở tất cả xứ tất cả thế giới hải vi trần số kiếp có bao nhiêu đấng Phật xuất thế, ta đều thân cận cúng dường nghe pháp hộ trì cũng như vậy cả. Ở chỗ tất cả Như Lai như vậy ta đều tu tập môn giải thoát này, ta lại được vô lượng phương tiện giải thoát. Bây giờ cứu hộ nhân thiên chúng sanh chủ giả thần, muốn tuyên lại nghĩa giải thoát này, vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: Người dùng tâm hoan hỷ tin nưa, hỏi pháp giải thoát có nghĩ này, ta thừa xưng hộ niệm của Phật. Vì người tuyên nói phải nghe nhận, quá khứ vô biên kiếp quảng đại, qua
Qua hơn sát hải vi trần số, lúc ấy có cõi tên là Bửu Quang, trong ấy có kiếp tên là Thiện Quang. Ở trong đại kiếp Thiện Quang này, một vạn Như Lai nối xuân thế, ta đều thân cận cung dường Phật theo phần tu học giải thoát này. Có vương kình đô tên Hỷ Nghiêm, ngang giọng rộng bằng rấn tráng lệ, chung sanh tạp nghiệp ở trong đó, người tâm thanh tịnh kẻ làm ma quốc vương trị nước tên Thắng Quang. Hằng dùng chánh pháp ngự quần sanh, thái tử của vua tên Thiện Phụng, thân hình đoan chánh đủ tướng tốt. Bây giờ vô lượng người phạm tội giam trong ngục tối, sẽ hành hình thái tử xem thấy lòng xót thương, tàu lên phụ vương xin lân xá. Các quan đại thần tàu quấn vương này, thái tử này phá vương pháp, nay thái tử này phá vương pháp, tội nhân như vậy phải gia hình. Thái tử sao lại cầu ân xa, Thắng Quang quấn vương bảo thái tử, nếu cứu tội nhân người phải chết. Thái tử lòng thương càng mạnh hơn, thề cầu chúng sanh không thối kiếp, quốc mẫu phu nhân cùng thể nữ đồng đến triều đường tâu quốc vương, tạm tha thái tử trong nửa tháng, bố thí chúng sanh tạo công đường. Quấn vương nghe tâu liền chuẩn cho lập hội đại thi giúp nghèo thiêu, những kẻ khốn cùng đều đến hội, tùy chỗ nhu cầu đều cầm đủ thâm thoát. Đến ngày thứ 15 giờ sử thái tử đã sắm đến, đại chung trăm ngàn muôn ngân người đồng theo chiêm ngưỡng đều than khóc. Đương phận biết chúng Đức Phật biết chúng căn gần thục, bèn đến thị hội độ quần sanh. Hiển hiện thần biến đại trang nghiêm, đại chúng thân cần và cung kinh. Phật dùng nhất âm phương thiện nói, pháp đăng chiếu khắp nhưng khế kinh. Vô lượng chúng sanh ni nhu duyên đều được Đức Phật thọ ký biệt, thiệt phục thái tử sanh hoan hỷ, phát khởi tâm bồ đề vô lượng thể nguyện kính thờ Đức Như Lai, khắp vì chúng sanh làm chỗ tựa. Theo phần xuân gia trì tịnh giới tu hành, nhất thiết chủng trí đạo bây giờ bèn được giải thoát này. Đại bi rộng độ các quần sanh, trong đó nương ở trải kiếp hải, xem kỹ các pháp chân thiệt tánh, thường ở biển khổ cứu chúng sanh. Như vậy tu tập bồ đề đạo, trong kiếp có những Như Lai hiện, thái đều kính thờ không để sót, đều dùng tâm tinh hiệu thanh tịnh lắng nghe trì hộ Phật thuyết pháp kể. Ở Phật sát vi trần số vô lượng vô biên, những kiếp thái bao nhiêu chư Phật hiện thế gian, mỗi mỗi cúng dường đều như vậy. Ta nhớ thuở xưa làm thái tử, thấy các chúng sanh nợ lao ngục, thể nguyện xả thân để cứu hộ. Nhân đó chứng môn giải thoát này, trải qua phận sát vi trần số kiếp hài rộng lớn, thường tu tập niệm niệm khiến họ được tăng trưởng, lại được vô biên xảo phương tiện, trong đó có chư Phật Như Lai. Ta đều thấy Phật nhờ khai ngộ khiến ta thêm sáng giải thoát này, và cùng những môn phương tiện lực ta ở vô lượng ngàn ứng kiếp học môn giải thoát nan từ này, chư phần pháp ái không có bờ. Trong những thiết thời, trong những thời ta đều uống khắp, mười phương đều có tất cả cõi thân ta, vào khắp công chướng ngại, tạm thuê danh hiệu các quốc độ. Niệm niệm biết rõ hết tất cả tam thế, có những chư phần ngại, mỗi mỗi thấy rõ không sót thừa, cũng hiện được thân tướng Như Lai. Đến khắp chỗ của chư Phật đó, lại ở mười phương thân cà cõi, nơi thân cả chư Phật đạo sư, nơi thân cả chư Phật đạo sư, khắp mưa thân cả mấy trang nghiêm, cúng dường thân cả vô thượng giác, lại dùng vô biên đại vấn hải, khải thỉnh tất cả chư thế tôn. Đừng phần đã mây, Đức Phật đã mưa mây diệu pháp, thấy đều thọ trì không quên mất, lại ở mười phương vô lượng cõi, trước tất cả chúng hội Như Lai. Ngồi trên tòa những diệu trang nghiêm, thị hiện các thứ thần thông lực, lại ở mười phương vô lượng cõi, thị hiện các thứ những thần thông. Một thân thị hiện vô lượng thân, trong vô lượng thân hiện một thân, lại ở trong mồi mồi lỗ lông, đều phong vô số đại quang minh, đều dùng nhiều thứ sáu phương tiện diệt trừ chúng sanh lửa phiền não, lại ở trong mồi mối lỗ lông xuất hiện vô lượng mây hóa thân.
đầy khắp mười phương các thế giới, khắp mưa pháp vũ cứu quần phẩm. Mười phương tất cả những phần tử vào môn giải thoát nan cư này đều tận vị lai vô lượng kiếp an trụ tu hành hành Bồ Tát. Tùy tâm sở thích mà thuyết pháp khiến họ đều trừ lưới tà kiến, dạy họ thiên đạo và nhị thừa, nhận đến tất cả trí Như Lai, tất cả chúng sanh chỗ thọ sanh, thị hiện vô biên nhiều loại thân đều đồng loại họ. Thị hiện vô biên nhiều loại thân đều đồng loại họ hiện thân tượng, ứng khắp tâm họ mà thuyết pháp. Nếu ai được môn giải thoát này, thời trụ vô biên biển công đức, thì như sát hải vi trần sô, chẳng thể nghĩ bàn không số lượng. Này thiền nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát giáo hóa chúng sanh, khiến sanh thiện căn này. Như chư đại Bồ Tát siêu thế gian hiện thân, các loài chẳng trụ phan duyên, không có chương ngài, thâu rõ tự tánh của các pháp. Theo quan sát tất cả pháp được tri vô ngã, chứng pháp vô ngã, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Hằng không thôi nghĩ tâm tường an trụ pháp môn vô nhị, vào khắp tất cả biển ngôn từ này, ta thế nào biết được nói được biển công đứng đó tri. Này ta thế nào biết được nói được biển công đừng đó, tri dòng mạnh đó, chỗ tâm hành đó, cảnh tam muội đó, sức giải thoát đó. Này thiền nam tử, diêm phù đề này có một viên lâm tên là Lâm Tỳ Ni, trong vườn ngay có thần tên là Diệu Đức Viên Mạng. Người nên đền đo hỏi Bồ Tát thế nào tu Bồ Tát hành, sanh vào nhà Như Lai, làm ánh sáng cho đời tận kiếp vị lai mà không nhàm mỏi. Bây giờ thiện tài đồng tử đành lễ chân chú dạ thần, hữu nhiễu vô lượng vòng chắp tay chiêm ngưỡng từ tả mà đi. Thiện tài đã được môn Bồ Tát giải thoát nơi chủ dạ thần, đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhân thiên chúng sanh, ghi nhớ tu tập thâu rõ tăng trưởng đi lần đến vườn Lâm Tỳ Ni tìm tầng Diệu Đức Viên Mạng. Thấy tầng này ở trong lâu các nhấn thiết bủ thọ trang nghiêm, ngồi trên tòa sư tử bủ liên hoa, có 20 ứng na dò tha chư thiên cùng kính vây quanh. Thần Diệu Đức vì chư thiên mà nói kinh Bồ Tát thọ sanh hải, khiến chư thiên đều được sanh nhà Như Lai, thêm lớn biển đại công đức của Bồ Tát. Thiện tài đến đành lễ chân thần Diệu Đức, cung kinh chắp tay bảnh rằng: Đại thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa biết được Bồ Tát thế nào tu Bồ Tát hành, sanh nhà Như Lai làm ánh sáng cho đời. Thần Diệu Đức nói: Này thiện nam tử, Bồ Tát có 10 tạng thọ sanh, nếu Bồ Tát thành tựu pháp này, thời sanh nhà Như Lai, niệm niệm tăng trưởng thiện căn của Bồ Tát, chẳng mỏi chẳng lười chẳng nhàm chẳng thối chẳng dứt, không mất rời những mê lầm, chẳng sanh lòng khiếp hèn não hôi. Nếu nhân thiết tri đến nhân thiết tri nhập môn pháp giới, phát tâm quảng đại tăng trưởng những ba la mật, thành tựu vô thượng Bồ Đề, rời thế gian vào bậc Như Lai, được thắng thần thông phân pháp thường hiện tiền, thuận cảnh nhân thiết trí chân thiệt. Đây là 10 tạng thọ sanh của Bồ Tát. Một là tạng thọ sanh nguyện tường cúng dường tân cá chư phận. Hai là tạng thọ sanh phát Bồ Đề tâm. Ba là tạng thọ sanh quán các pháp môn siêng tu hành. Bốn là tạng thọ sanh dụng tâm thanh tịnh chiều khắp tam thế. Năm là tạng thọ sanh bình đẳng quang minh. Sáu là tạng thọ sanh sanh nhà Như Lai. Bảy là tạng thọ sanh phận lực quang minh. Tám là tạng thọ sanh quán môn phổ tri. Chính là tạng thọ sanh khắp hiện trang nghiêm. 10 là tạng thọ sanh nhập Như Lai địa. Này thiền nam tử, thế nào là tạng thọ sanh nguyện thường cúng dường tất cả chư Phật? Lúc Bồ Tát sơ phát tâm phát nguyện như vậy, tôi phải tôn trọng cung kính cúng dường tất cả chư Phật. Thấy Phật không nhàm, tôi phải tôn trọng cung kính cúng dường tân cá chư phận. Thấy Phật không nhàm ở chỗ chư phận thường mến nưa, thường tình sâu chắc tu những công đứng không tôi nghĩ. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh phát Bồ Đề tâm?
Bồ Tát này phát tâm vô thượng Bồ Đề, những là phát khởi tâm đại bi vì cứu hộ tâm cả chúng sanh, phát tâm cúng dường Phật, vì rốt ráo kính thờ khởi tâm cầu khâm chánh pháp, vì tân cả không lẫn tiếc, khởi tâm quán đại xu hướng vì cầu nhân thiết trí, khởi tâm từ vô lượng vì nhiếp khắp chúng sanh, khởi tâm chẳng bỏ tất cả chúng sanh, vì mặc giáp kiên thể cầu nhân thiết trí, khởi tâm không xiểm, khởi tâm không xiểm cuốn vì được như thiệt trí, khởi tâm làm đúng như lời vì tu Bồ Tát đạo, khởi tâm chẳng dối chư Phật vì thủ hộ đại thệ nguyện của Phật, khởi tâm nguyện nhân thiệt trí vì tận vị lai giáo hóa chúng sanh không tôi nghĩ, Bồ Tát dùng công đức của Phật sát vi trần, số Bồ Tát như vậy, số Bồ Đề tâm như vậy, Bồ Tát dụng công đức của Phật sát vi trần, số Bồ Đề tâm như vậy được sanh nhà Như Lai. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh quán ca pháp môn siêng tu hành? Đại Bồ Tát này phát khởi tâm quan tân cả pháp môn hài, phát khởi tâm hồi hướng nhân thi tri viên mãn đạo, phát khởi tâm chánh niệm không nghiệp lỗi lầm, pha khởi tâm tân cả Bồ Tát tam muội hải thanh tịnh, pha khởi tâm tu thành cộng đơn của tân cả Bồ Tát, pha khởi tâm trang nghiêm tân cả đạo Bồ Tát, pha khởi tâm cầu nhân thiết trí hạnh đại tinh tấn tu các cộng đơn như kiếp hóa hải hừng không thôi dứt, pha khởi tâm tu hạnh phổ hiện giáo hoa chung sanh, pha khởi tâm khéo hồng tân cả oai nghi tu công đức của Bồ Tát, bỏ lìa tân cả sở hữu quan trụ nơi chân thiệt vô sở hữu. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh? Dùng tâm thanh tịnh chiếu khắp tam thế, đại Bồ Tát này đủ tâm thanh tịnh tăng thượng được ánh sáng Bồ Đề của Như Lai, nhập biển phương tiện của Bồ Tát, tâm họ kiên cố như kim cang, trái bỏ tân cả loài sanh trong các cõi, trái bỏ tất cả loài sanh ca cõi, thành tựu tất cả sức tự tại của Phật, tu hành thù thắng đủ căn Bồ Tát, tâm sáng sạch nguyện lưng bấm động, thường được chư Phật hộ niệm, phá hoại tân cả nuôi chương ngài, khâm vị chúng sanh làm chỗ sở y. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh quang minh bình đẳng đại? Bồ Tát này đầy đủ công đức, đại Bồ Tát này đầy đủ công hạnh hoa độ khâm chúng sanh, tân cả sở hữu đều có thể bỏ, an trụ nơi cảnh giới hạnh thanh tịnh rốt ráo của Phật, đầy đủ pháp nhẫn thanh thành tựu quang minh pháp nhân của Phật, dùng đại tinh tấn đến nhân thiết tri đến nơi bỉ ngạn, tu tập các môn thiền được phổ môn định tịnh trí viên mãn, dùng trí huệ nhận chiêu rõ các pháp được vô ngại nhãn, thấy biển chư Phật ngộ nhập tất cả pháp thanh chân thiệt, tất cả thế gian người thấy hoang, tân cả thế gian người thấy hoan hỷ, khéo tu tập được pháp môn như thiệt. Này thiện nam tử, thế nào gọi là thọ sanh tạng sanh nhà Như Lai? Đại Bồ Tát này sanh nhà Như Lai, theo chư Phật mà an trụ thành tựu tất cả pháp môn thậm thâm, đủ đại nguyện thành tựu, đủ đại nguyện thanh tịnh của tam thế chư Phật, được đồng một thiện căn với tất cả chư Phật, cùng một thể tánh với chư Như Lai, đủ hạnh xuân thế pháp lành bạch tịnh, an trụ pháp môn công đức quán đại, nhập những tam muội thấy thần lực của Phật, tùy chỗ đang hóa độ mà tịnh trị chúng sanh, đáp đúng lời hỏi biện tài vô tận. Này thiện nam tử, thế nào là thọ sanh tạng phận lực quang minh? Đại Bồ Tát này thâm nhậm phận lực, du hành các phận độ lòng không thôi chuyển, cúng dường thừa sự chúng hội Bồ Tát công mỗi nhàm, rõ thân ca pháp đều như huyễn mà sanh khởi, biết các thế gian như cảnh như mộng, như cảnh trong mộng, tất cả sắc tướng dường như quang ảnh, biết các thế gian như cảnh trong mộng, tân cả sắc tương dường như quang ảnh, thần thông hiện ra đều như biến hóa, tất cả thọ sanh đều như bông, chư Phật thuyết pháp đều như tiếng vang nơi hàng núi, khai thị pháp giới đều rột rào. Này thiện nam tử, thế nào là tạng thọ sanh quán môn phổ tri? Đại Bồ Tát này trụ đồng chân vị quán nhân thiết tri, mọi mỗi tri môn tự, mỗi mỗi tri môn tận vô lượng kiếp khai diễn,
sở hành của tâm cà bồ tát, nơi tam mùi thầm thâm của chư bồ tát tâm được tự tại, niệm niệm sanh chỗ chư Như Lai trong thế giới mười phương. Niệm niệm sanh chỗ chư Như Lai trong thế giới mười phương, nơi cảnh có sai biệt, nhập định vô sai biệt, nơi pháp vô sai biệt, hiện trí có sai biệt, nơi vô lượng cảnh biết không cảnh giới. Nơi vô lượng cảnh biết không cảnh giới, nơi cảnh giới ít nhập cảnh vô lượng, thông đạt pháp tánh rộng lớn không ngần mẻ, biết các thế gian đều là giả thị thiết, tất cả đều là thức tâm phát khởi. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tập 4, phẩm nhập pháp giới thứ 39, trang 500 đ trang 550 đến đây hoàn mãn. Con xin tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo. Nam mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là thời khóa con tụng trì Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Con xin hồi hướng tất cả những công đức tu học và công đức trì tụng kinh niệm Phật này hồi hướng về để trang nghiêm phước báu cho cha mẹ của con, trang nghiêm phước báu cho tất cả ông bà cửu huyền thất tổ trong gia đình nhà con, chín đời mười kiếp nội ngoại hai bên họ Mai họ Đỗ và trăm họ đều được siêu thăng. Con cầu siêu cho tất cả đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hồi hướng cầu siêu cho ba mẹ của con, chị em của con và ông bà cửu huyền thất tổ chín đời mười kiếp nội ngoại hai bên đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin hồi hướng cầu siêu cho ba của con Mai Nam Tuấn, pháp danh Giác Thông, mất ngày 25 tháng 7 năm Quý Tỵ, được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho mẹ con Đỗ Thị Phương Mai, pháp danh Viên Thọ, mất ngày rằm tháng Giêng 15 tháng Giêng năm Canh Tý, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho chị con Mai Thị Thanh Liêm, pháp danh Thiện Chánh, mất ngày 22 tháng 11 năm Bính Tuất, được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho em con Mai Trọng Tú, pháp danh Giác Trí, mất năm 1978, được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Con xin hồi hướng cầu siêu cho ba mẹ, chị em và tất cả ông bà cửu huyền thất tổ trong gia đạo đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin hồi hướng cầu siêu cho tất cả những quý vị oan gia trái chủ, những quý vị oan gia nghiệp chướng do bởi vô minh che lấp từ bao đời nên trôi lăn mãi trong những nẻo luân hồi, nay được nghe kinh kệ, nay được thấy ánh sáng, nay được tỏ ngộ, biết quay đầu là bờ tu Phật pháp. Nguyện cầu siêu cho tất cả những quý vị oan gia trái chủ, những quý vị oan gia nghiệp chướng đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin hồi hướng cầu siêu cho tất cả muôn loài chúng sanh, nguyện khi bỏ báo thân này liền được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và con cũng xin hồi hướng, nguyện hồi hướng về cho tất cả pháp giới chúng sanh đều được trọn thành đạo vô thượng bồ đề. Nam mô A Di Đà Phật. Và con cũng xin hồi hướng, nguyện cầu an cho tất cả các anh chị em trong gia đạo, nguyện cầu cho tất cả các hàng con cháu học hành đỗ đạt thông minh sáng suốt, nguyện cầu cho tất cả các anh chị em làm ăn kinh doanh thuận lợi, phát tài phát đạt, gia đình hưng thịnh đoàn viên, phước tài lộc thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Và con cũng xin nguyện hồi hướng, nguyện cầu cho quốc thế dân an, thế giới thái bình, nguyện cầu cho tất cả mọi dịch bệnh Covid Corona đều sớm được tiêu trừ, nguyện cầu cho tất cả những y bác sĩ tìm ra được phương thuốc chữa trị và vaccine chữa trị dịch bệnh. Cầu xin trời Phật từ bi, ban thuốc lành cứu độ trần gian, cứu độ nhân thiên. Cầu xin cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, cầu xin mẫu mẹ Diêu Trì từ bi quảng đại, xoay chuyển càn khôn, chuyển hóa âm dương vũ trụ, cho đất nước Việt Nam được mọi điều may mắn,
nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới thái bình, mọi dịch bệnh đều sớm được chuyển hóa và tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật, con xin đảnh lễ tạ ơn trời Phật, tạ ơn ngôi Tam Bảo từ bi quảng đại, gia hộ độ trì che chở chúng sanh. Thời kinh tụng đến đây hoàn mãn, giác đạo xin mến chúc tất cả các quý vị đạo hữu tu tập tại gia gần xa, tất cả các huynh đệ tỷ muội có những ngày an lạc. A Di Đà Phật.